quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Việt Nam Net. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau: Tổng thống Biden lên tiếng về việc ông Trump được quyền miễn trừ truy tố. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng sau khi tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Phát biểu tại Nhà trắng, Tổng thống Biden cho rằng việc tòa đưa ra phán quyết như vậy gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc không có bất kỳ giới hạn nào đối với những điều mà Tổng thống có thể làm. Theo ông Biden, đây là một nguyên tắc mới và sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng cho rằng người dân Mỹ cần quyết định liệu có trao quyền lực Tổng thống một lần nữa cho ông Trump hay không. Trước đó, cùng ngày, Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết rằng ông Trump cũng như tất cả Tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi việc bị truy tố hình sự đối với các hành động công vụ thuộc phạm vi chức trách của mình khi còn tại vị xong, không áp dụng đối với những hành động theo tư cách cá nhân. Về phần mình ông Trump cho rằng phán quyết nói trên là thắng lợi lớn. Với phán quyết này, phiên tòa cấp dưới xét xử ông Trump với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn năm 2021 sẽ tiếp tục bị trì hoãn, tranh án tòa án tối cao John Roberts cho biết. Vụ việc của ông Trump sẽ được gửi về tòa án cấp dưới để xác định những hành động nào của ông Trump liên quan đến cáo buộc trên là thuộc về công vụ và những hành động nào thuộc về cá nhân. Trước đó, cả tòa án sơ thẩm và tòa phúc thẩm liên bang đều bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự và bị truy tố trong bốn vụ án khác nhau, gồm cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bang Georgia và cất giữ trái phép nhiều tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Trump được Tòa án Tối cao Mỹ miễn trừ truy tố đối với các hành động công vụ của Tổng thống, tỏ ra thất vọng đôi chút sau phiên tranh luận với ông Biden. Theo RT, trong ngày 1 tháng 7, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Kết luận rằng, ông Donald Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các hoạt động công vụ của Tổng thống. Tuy vậy, các hành động dưới tư cách cá nhân sẽ không được miễn trừ. Theo cơ cấu tam quyền phân lập do Hiến pháp quy định, cựu Tổng thống Mỹ phải được hưởng quyền miễn truy tố với các hành động công vụ trong nhiệm kỳ tất nhiên tổng thống không đứng trên pháp luật và sẽ không được hưởng quyền miễn trừ với các hành vi phi công vụ ông john roberts tránh tòa án tối cao cho biết cũng theo tránh án roberts vụ án của ông trump sẽ được gửi trở lại các tòa án cấp dưới để đánh giá liệu hành động của cựu tổng thống trong vụ việc là công vụ hay phi công vụ truyền thông mỹ nhận định phán quyết này sẽ khiến vụ kiện liên quan tới cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của ông Trump bị trì hoãn lâu hơn. Nhưng đây là một động thái có lợi với ông Trump bởi nếu thắng cử vào tháng 11, ông có thể yêu cầu bộ trưởng tư pháp hủy bỏ các cáo buộc liên bang. Ông Trump sau đó đã lên tiếng ca ngợi phán quyết của Tòa án tối cao, mô tả đây là chiến thắng lớn cho hiến pháp và nền dân chủ của Mỹ. Ngoài bình luận về phán quyết nêu trên, ông Trump cũng lên tiếng về phiên tranh luận mới đây với tổng thống Biden Tôi có chút thất vọng, mọi người chỉ tập trung vào màn thể hiện kém cỏi của ông Biden chứ không để ý đến việc tôi đã trình bày tốt ra sao. Nhưng điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng vẫn rõ ràng, ông Trump nói. Ở chiều ngược lại, tổng thống Biden đã lên tiếng chỉ trích phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của ông Trump. Phán quyết này sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm về quyền lực của tổng thống Mỹ. Mọi người đều phải bình đẳng trước luật pháp, ông Biden nhấn mạnh. Thưa quý vị, Gia đình của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích ông tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng sau cuộc tranh luận trực tiếp không như ý với đối thủ Donald Trump tuần trước. Các cố vấn cho lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ với CNN, các thành viên của gia đình ông Biden, bao gồm cả đệ nhất phu nhân Jill Biden, con trai Hunter Biden và các cháu của họ, hôm ngày 30 tháng 6 đã họp tại trại David theo kế hoạch trước đó và đề nghị tổng thống tiếp tục nỗ lực tái tranh cử. Theo một cố vấn, gia đình của tổng thống rõ ràng cảm thấy thất vọng với đội ngũ phụ trách việc chuẩn bị cho ông Biden trước cuộc so tài hùng biện trên truyền hình với ông Trump tối 27 tháng 6 theo giờ Mỹ. Tại cuộc tụ họp cuối tuần qua, họ thậm chí đã thảo luận về việc liệu có nên sa thải bất kỳ cố vấn hàng đầu nào của ông Biden cũng như thay đổi nhân sự cho chiến dịch vận động tái tranh cử của ông hay không. Tuy nhiên, ông Biden nổi tiếng là người thích sự trung thành, chuyên bảo vệ các cố vấn thân cận và không thích sa thải các trợ lý. Tính đến ngày 1 tháng 7, có vẻ như không có bất kỳ thay đổi lớn nào về nhân sự sắp diễn ra. Sự ủng hộ vững chắc mà gia đình dành cho tổng thống Biden được thể hiện tiếc sau những lời khen ngợi nồng nhiệt của vợ ông dành cho chồng trước công chúng trong những ngày gần đây. Cuộc họp mặt gia đình tại nơi nghỉ dưỡng của tổng thống diễn ra khi ông phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sau màn thể hiện đáng báo động tại cuộc tỷ thí đầu tiên giữa các ứng cử viên trước tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây, một nguồn tin nội bộ cho biết thêm các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc các thành viên gia đình có thể giúp đỡ ông Biden như thế nào. Theo các cố vấn, ông Biden đang nóng lòng thu thập các dữ liệu kể cả kết quả khảo sát và các ý kiến công khai nhưng chờ đợi một cuộc thăm dò dư luận và nghiên cứu rộng hơn về chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ trong tuần này để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ sụt giảm ủng hộ tại những bang chiến địa. Đội ngũ cố vấn trước đó đã đổ lỗi cho việc đưa tin cứng rắn của giới truyền thông về mọi sự xa sút dù là nhỏ nhất của ông Biden, hơn là các thành tích ông đạt được trong nhiệm kỳ. Cú sốc từ cuộc tranh luận do CNN chủ trì vẫn đang để nặng lên nhiều người, kể cả bản thân Tổng thống và những người thân cận ông trong giai đoạn sớm nhất để xử lý hậu quả của sự kiện. Giới quan sát nhận định, quan điểm của gia đình Biden có thể thay đổi trong những ngày tới. Nếu vòng xoáy tín nhiệm tiếp tục đi xuống, và nếu Tổng thống tin việc rút lui khỏi cuộc đua sẽ tránh kéo đảng Dân Chủ xuống đáy vào mùa thu này. Ý kiến của gia đình được cho sẽ rất quan trọng trong việc xác định tương lai chính trị của ông Biden, thậm chí còn quan trọng hơn cả nhóm cố vấn hàng đầu cho ông cuộc tranh luận giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đang được thổi phồng thành cuộc chiến. Cuộc chiến này được hy vọng sẽ thay đổi nước Mỹ và định hình hướng đi của thế giới trong thời gian tới. Đối với ông Biden, cuộc tranh luận là cơ hội để ông chứng minh với những người ủng hộ rằng ông vẫn đủ năng lực cả về mặt tinh thần và thể chất để tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Mặt khác, ông có thể ngăn chặn việc đảng Dân Chủ đang mất đi những phiếu bầu của người da màu, người gốc Latin thanh niên và phụ nữ. Đối với ông Trump, đây là cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu các chính sách và phong thái của ông trong tư cách tổng thống có phục vụ đất nước tốt hơn phê đối lập hay không. Theo quan điểm của tiến sĩ Terry F. Buss, giáo sư, cố vấn đào tạo trường quản trị và kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội, cuộc tranh luận là sự thất bại đối với cả hai ứng viên ông Biden đã có một màn thể hiện đến nỗi rất có thể ông sẽ mất đi sự ủng hộ từ đảng Dân Chủ và cử tri của mình. Phong độ của ông đang gây thất vọng đến mức đảng Dân Chủ có thể đang tìm kiếm một ứng cử viên khác thay thế. Ông Trump là người luôn luôn ứng khẩu nên chưa bao giờ phải phụ thuộc vào những tờ ghi chú viết sẵn. Ông Biden thì rất hiếm khi phát biểu mà không có những tờ giấy ghi chú viết sẵn hoặc máy nhắc chữ. Ông Biden thường có sẵn trong tay các câu hỏi của nhà báo trước khi phát biểu trước công chúng ông ấy có thể đã bị ngợp vì không có các tờ giấy ghi chú viết sẵn làm bùa hộ mệnh hai ứng cử viên đã đứng trong suốt cuộc tranh luận và không được phép tham khảo ý kiến với cố vấn sau cuộc tranh luận kéo dài một tiếng rưỡi ông trump rời khỏi bục tranh luận với dáng đi oai phong vốn có ông biden phải nhờ đến vợ mình bà jill biden dìu đi